chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của cô giáo Đặng Thị Phúc, giáo viên dạy tiểu học của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng là người mà Tổng Bí thư đã cất công tìm kiếm rất lâu. Bức thư gửi cô giáo cũ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết tay bằng mực xanh, rất ngắn gọn, giản dị nhưng sâu sắc và ân tình. Cô giáo Đặng Thị Phúc là giáo viên dạy tiểu học của Tổng Bí thư, cũng là người mà Tổng Bí thư đã cất công tìm kiếm rất lâu. Khi tìm lại được cô, Tổng Bí thư đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi và thường gửi thư kính thăm mỗi dịp lễ, Tết hàng năm. Bức thư giản dị nhưng chứa đầy ân tình được Tổng Bí thư viết gửi cô giáo cũ vào dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019. Bức thư viết: Kính thưa cô giáo Đặng Thị Phúc, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Kỷ Hợi 2019, em xin có mấy lời kính thăm cô và gia đình. Kính chúc thầy cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ, chúc toàn thể gia đình an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui mới. Cuối bức thư đề giản dị học trò cũ của cô, kèm lời tri ân, em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo. Có lẽ, đối với cô giáo Đặng Thị Phúc cũng như tất cả những thầy cô giáo đã từng đứng trên bục giảng, dù học trò đã khôn lớn và trưởng thành bao nhiêu, thì hình ảnh được in dấu trong lòng thầy cô vẫn là những cô, cậu học trò nhỏ bé. Và với mỗi thầy cô, thành công trong nghề không hẳn chỉ là có bao nhiêu học trò đỗ đạt, mà chính là đã đào tạo, bồi dưỡng được những học trò trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn nhân cách. Dù ở cương vị nào, làm gì, ở đâu, những học trò ấy luôn nhớ về thầy cô với những tình cảm chân quý, sự ghi ơn chân thành với công lao dạy dỗ. Lá thư tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cô giáo cũ vừa là niềm tin, là sự động viên, khích lệ to lớn đối với ngành, với các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bởi vì, tấm lòng của Tổng Bí thư dành cho cô giáo lớp vỡ lòng của mình thuở nào là một minh chứng rõ ràng, mãnh liệt nhất về vai trò của thầy cô giáo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của học trò, thông qua đó chính là góp phần xây dựng đất nước, phát triển xã hội. Tình cảm ân tình của Tổng Bí thư dành cho cô giáo cũ thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đồng thời, đó cũng là sự ghi nhận, khẳng định lớn lao mà không có bằng khen nào sánh được về vai trò, công lao to lớn của thầy cô giáo đối với sự phát triển của đất nước. Bởi nếu không có sự dạy dỗ ân tình của cô giáo Đặng Thị Phúc ngày ấy, hẳn là chúng ta không có một Tổng Bí thư đầy trí tuệ, uyên bác, rất điềm đạm của một sĩ phu Bắc Hà, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, luôn luôn nặng lòng vì Tổ quốc, vì đất nước như hôm nay. Cho nên, các thầy cô giáo hãy ấm lòng và vững tin, bởi vì ở bất cứ đâu trên mọi miền Tổ quốc hôm nay đều có sự đóng góp dù nhỏ bé, thầm lặng của các thầy cô, từ dòng tri thức và những nỗ lực đào tạo, bồi dưỡng của các thầy cô đang thầm lặng chuyển hóa vào sự phát triển của nền kinh tế, sự phát triển của xã hội và đất nước thông qua các thế hệ học trò bước ra từ cánh cổng trường học. Những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo luôn được Tổng Bí thư trân trọng giữ mãi và được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong lòng. Dù cho hôm nay, người đang ở cương vị cao nhất của đất nước, trong bối cảnh đất nước bộn bề những gánh nặng phải lo toan, giải quyết. Tấm lòng và sự ghi nhận ấy của Tổng Bí thư với cô giáo cũ chính là nguồn cảm hứng bất tận cho những người làm giáo dục tiếp tục cố gắng, phấn đấu miệt mài và bền bỉ, đóng góp sức mình cho sự phát triển của giáo dục nước nhà. Những dòng thư tay của Tổng Bí thư khiến cho những người làm giáo dục đủ niềm tin rằng dẫu nhỏ bé, nhưng công lao giáo dục, dạy dỗ của mình đã góp phần tạo nên những nhân cách hoàn hảo, những con người đủ năng lực và đầy trách nhiệm với sự phát triển của đất nước. Cô giáo Đặng Thị Phúc khóc nghẹn tiếc thương học trò Nguyễn Phú Trọng. Dù đã ở tuổi 92, trí nhớ có phần giảm sút nhưng hình ảnh cậu học trò lớp 4 Nguyễn Phú Trọng vẫn in đậm trong tâm trí cô giáo Đặng Thị Phúc. Thế là tôi không được gặp Trọng lần cuối, cô nghẹn ngào. Trọng ốm, tôi không đến thăm được. Anh ấy mất tôi cũng không được nhìn mặt lần cuối. Tôi coi Trọng như người em út nên xót xa như vừa mất đi một người ruột thịt. Tôi tiếc thương một người lãnh đạo liêm khiết, thương dân. Cô giáo Đặng Thị Phúc, người đã dạy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm lớp 4 vừa nói vừa khóc nấc nghẹn ngào. Cậu học trò quanh năm chân đất, áo nâu. Cô Phúc năm nay đã 92 tuổi, tai đã nặng, chân đã yếu, trí tuệ đã giảm sút nhiều, lúc nhớ, lúc quên, thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại điều vừa nói. Nhưng những ký ức năm xưa về người học trò đặc biệt Nguyễn Phú Trọng với tóc màu hung hung, để mái chéo, nước da trắng xanh. Suốt năm học chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo nâu với áo bà ba xẻ tà, cổ cao, có hai túi hai bên thì vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Nhà trò Trọng ở xã Đông Hội, còn cô Phúc dạy ở xã Mai Lâm, nhưng Đông Hội chỉ có 15 học sinh lớp 4 nên học ghép với 33 em ở Mai Lâm. Lớp học bàn ghế cọc cạch, không có cửa, ba bể lộng gió, mùa hè nóng rát, mùa đông rét buốt tái tê, những ngày mưa cả lớp phải ngồi dồn vào một bên để tránh ướt.
Từ Đông Hội sang Mai Lâm phải băng qua cánh đồng làng. Con đường đất ở giữa gồ lên, hai bên lằn từng ô thấp cao những vết chân trâu, ngày mưa sình lên lầy lội, cậu học trò nhỏ phải bấm ngón chân xuống đường cho khỏi ngã. Lớp có 48 em nhưng cô Phúc có ấn tượng đặc biệt với trò Trọng vì nhỏ tuổi nhất nhưng học giỏi nhất, chăm chỉ phát biểu xây dựng bài. Nhà Trọng nghèo, ăn khoai, ăn sắn, quanh năm đi chân đất, suốt đông cũng như hè, chỉ có duy nhất một bộ quần áo nâu, đến áo rách để mặc độn bên trong những khi mùa đông giá rét cũng không có. Tôi rất thương Trọng như thương người em út nhỏ bé của mình, cô Phúc nhớ lại. Vì học giỏi nhất nên cuối năm học, trò Trọng được đại diện học sinh hai xã đứng lên báo cáo điển hình trước toàn trường. Nhìn cậu học trò nhỏ, cô Phúc vừa tự hào, vừa thương đến xót xa khi Trọng vẫn áo nâu chân đất như mọi ngày. Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm em vào lòng, cô Phúc nghẹn ngào nói. Ở lớp, Trọng thân thiết nhất với Duy, cậu học trò lớn tuổi nhất và là lớp trưởng. Cả hai gắn bó như hình với bóng, cô Phúc muốn chuyển Trọng lên bàn đầu vì nhỏ nhất lớp, nhưng Trọng vẫn ngồi bàn thứ ba vì không muốn xa anh Duy. Hết lớp 4, cho Trọng chuyển sang học trường Nguyễn Gia Thiều, cô Phúc cũng chuyển về Hà Nội, hai cô trò bạt tin nhau từ đó. Năm 2001, sau khi dự buổi họp mặt với học sinh lớp 4 năm xưa, được tin cậu học trò nhỏ nay đã thành đạt, cô Phúc rất mừng và làm bài thơ với tựa đề Người trò nhỏ năm xưa, ghi đề tặng nở. B. Thơ ngây mái tóc 12. Áo nâu, chân đất, ngô khoai đỡ lòng. Em trò nhỏ nhất kém chi. Hăng say phát biểu mỗi khi hiểu bài. Lá thư tay của Tổng Bí Thư. 4 năm sau, năm 2005, cô mới có dịp đọc bài thơ này ở hội thơ nhà giáo, với đề tặng nở. B. Cô không ngờ chính bài thơ đó đã giúp người trò nhỏ năm xưa tìm lại cô giáo mình. Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại và rất bất ngờ khi đầu dây bên kia là trò Trọng, nói sẽ đến thăm. Khi ấy, Trọng đã là Bí Thư Thành ủy Hà Nội, bận nhiều việc nên tôi gạt đi, nói không cần đến, gọi điện cho cô đã là quý lắm. Nhưng mấy hôm sau thì Trọng đến, vừa thấy cô đã trách, em tìm cô mãi, mấy chục năm rồi mới được gặp lại, thế mà cô còn không cho em đến. Cô trò nhìn nhau xúc động không nói nên lời. Khi ấy, tóc cô vẫn xanh mà tóc trò đã bạc, cô Phúc xúc động kể. Cô nghẹn ngào khi nhớ lại hàng năm, vào ngày lễ 20 tháng 11 hay Tết Nguyên đán, trò Trọng dù bận nhiều việc lớn vẫn nhớ chúc mừng cô giáo cũ. Nhiều người nghĩ là cô giáo của Tổng Bí Thư chắc sẽ được biếu xén nhiều, nhưng anh Trọng là người liêm khiết, anh cũng không giàu, chẳng có gì mà cho tôi. Mỗi dịp 20 tháng 11, Trọng gửi tặng bó hoa, hay ngày Tết là hộp bánh. Chỉ vậy thôi nhưng là món quà tinh thần rất lớn, là tình nghĩa thầy trò. Mới Tết Nguyên đán năm 2024 đây thôi, tôi vẫn còn nhận được lời chúc của Trọng, mà giờ đã đi xa, cô Phúc khóc nấc không nói nên lời. Khẽ lau những giọt nước mắt cứ trào rơi không thể kìm nén, cô bảo hôm trước, khi nghe thông tin trên truyền hình về sức khỏe của Tổng Bí Thư yếu, cô rất muốn đến thăm nhưng lại sợ làm phiền đội ngũ y bác sĩ đang cấp cứu cho ông. Thế là tôi không dám đến, thế là tôi không được gặp Trọng lần cuối cùng. Khi nghe tin Trọng mất, tôi tiếc thương như tiếc thương một người ruột thịt, tôi tiếc một người lãnh đạo liêm khiết, thương dân. Tôi chỉ biết gửi lời chia buồn cùng gia đình, cô Phúc vừa nói vừa liên tục phải dừng lại giữa chừng để kìm nén sự xúc động trong lòng. Nỗi day dứt và đau xót vì không thể đến thăm khi trò bị bệnh, không thể gặp trò lần cuối như một vết thương lòng sâu sắc đến mức cứ hiển hiện trong tâm trí người cô giáo cao niên vốn lúc quên lúc nhớ, khiến cô nhắc đi nhắc lại cả chục lần trong suốt buổi trò chuyện với phóng viên. Đôi bàn tay run run, cô lần mở lại bức thư chúc Tết viết tay của người học trò cũ, dù đã trở thành Tổng Bí Thư vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, bận trăm công nghìn việc vẫn không quên người lái đò năm nào nơi lớp học ở đình làng Mai Lâm. Cô Phúc khóc nghẹn phân trần, những kỷ niệm mà Trọng vẫn giữ ấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một quyển vở học, một quyển vở làm văn. Ngày xưa rất nghèo, sách vở cũng rất ít ỏi, cô chẳng có gì để cho trò, trò cũng chẳng có gì để tặng cô, chỉ có tình nghĩa cô trò không phai mờ theo năm tháng. Rồi cô lặng yên, tâm trí người giáo viên tuổi đã 92 như trôi ngược về miền ký ức xa xôi của gần 70 năm trước, nơi lớp học ở đình làng Mai Lâm, cô nói như nói với chính mình. Nguyên Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà báo, tác giả nhiều cuốn sách có giá trị thực tiễn về mọi mặt như văn hóa, đối ngoại, quân sự. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quý vị.